Xin chào các học sinh lớp 8. Thì trong video trước chúng ta đã cùng nhau hoàn thành xong lý thuyết của bài số 8, chương 8, bộ sách Cánh Diều, toán 8 tập 2. Trong video hôm nay chúng ta tiếp tục đến với phần bài tập. Các em quan sát bài đầu tiên, bài số 1. Cho hình 86. Đây là hình 86. Chứng minh tam giác MNB đồng dạng với tam giác ABC. Nào, ở đây thì người ta cho mình là các em nhìn vào hình thì chúng ta có góc 60 độ, góc A bằng 60 độ, góc M bằng 60 độ, góc B bằng 45 độ, góc N bằng 45 độ. Như vậy rõ ràng thì mình đã được gì? Mình có hai góc của tam giác này lần lượt bằng hai góc của tam giác kia. Thì hai tam giác này sẽ đồng dạng theo trường hợp góc góc. Trường hợp đồng dạng thứ ba này là trường hợp dễ nhất các em. Rơi vào trường hợp đồng dạng thứ ba ha. Rồi, câu A. Đầu tiên xét tam giác MNB và tam giác ABC có góc A bằng góc M bằng 60 độ, góc B bằng góc N bằng 45 độ. Khi mà có hai góc bằng nhau thì các em kết luận ngay hai tam giác này sẽ đồng dạng với nhau. Do đó tam giác MNP sẽ đồng dạng với tam giác ABC theo trường hợp là góc góc. Và hồi trước thầy đã nói rồi, đó là chúng ta phải sắp xếp các cái đỉnh tương ứng với nhau. Cụ thể các em nhìn thấy này, góc M ở vị trí thứ nhất nó sẽ bằng với góc A vị trí thứ nhất, đúng rồi. Góc N vị trí thứ hai bằng góc B vị trí thứ hai, đúng rồi. Ok ha. Như vậy ta xong câu A. Câu B. Đề bài yêu cầu tìm x. Vậy x của chúng ta chính là cạnh MB. Như vậy thì khi hai tam giác đồng dạng với nhau rồi á, thì chúng ta có thể lập được tỷ lệ. Chúng ta có thể lập được tỷ lệ gọi là tỷ số đồng dạng này các em. Vậy tam giác MNP đồng dạng với tam giác ABC chứng minh trên. Nè. Rồi các em suy ra các cái tỷ số đồng dạng. Như vậy thì ở đây các em để ý, đó là mình cần, đó là cần tìm MB, đúng không? Đây ha. Và 1 2 3 này. 1 2 3. Rồi chúng ta cần tìm x, tức là tìm MB. Như vậy thì bên này mình suy MB, tức là mình sẽ suy 1, 3. Mình lấy 1 với 3 là MB, thì tương ứng với lại 1 với 3 bên kia là AC bằng. Rồi bây giờ mình xem thử là cái nào có rồi. Đó là PN có rồi. Như vậy thì chúng ta sẽ lấy 2, 3 là NB trên cho 2, 3 là BC. Đây là tỷ số đồng dạng. Rồi. Rồi mình thấy số đo vô 2. MB của chúng ta là MB là x ha. MB là x này. Trên cho AC 4 căn 2. Bằng NB là 3 căn 3 trên cho BC là 4 căn 3. 3 căn 3 trên cho 4 căn 4 căn 3. Đúng không nào? Đúng rồi, 3 căn 3 trên 4 căn 3. Rồi ok, như vậy từ đây chúng ta suy ra x sẽ bằng các em nhân hai số đã biết, tức là 4 căn 2 nhân cho 3 căn 3. 4 căn 2 nhân cho 3 căn 3 trên cho số còn lại, đó là 4 căn 3. Được không nào? Nhân hai số đã biết, 4 căn 2 nhân 3 căn 3 trên cho 4 căn 3. Rồi rút gọn căn 3 với căn 3, rút gọn 4 cho 4, như vậy thì còn lại là 3 căn 2. Ok. Như vậy thì này không có số đo, đúng không? Như vậy thì chúng ta kết luận ở câu B, đó là vậy x bằng 3 căn 2. Rồi. Ta xóa bằng màu cam ha.
Các em để ý nha, cái việc mà các em lấy tương ứng này rất là quan trọng nha các em. À, một vài bảng yếu là các bạn không có nắm được, các bạn cứ lấy thích lấy cái gì lấy, thì khi đó là nó không đúng được cái tỷ số đồng dạng, và khi không đúng tỷ số đồng dạng thì dẫn tới việc các em tìm ít bị sai. Ok, chúng ta xong bài số 1, tiếp tục mình đến với bài số 2. Các quan sát bài số 2, cho tam giác ABC và tam giác BMN. Ở đây thì thầy chuẩn bị hai cái hình vẽ để các em hiểu hơn, bài hiểu bài hơn. A, B, C, B, M, N. Thỏa mãn góc A bằng 70 độ. Như vậy thì chỗ này chúng ta cho góc A bằng 70 độ này. Góc B bằng 80 độ. Chỗ này góc B bằng 80 độ. Góc M bằng 80 độ. Góc N bằng 30 độ. Chứng minh AB phần cho BM bằng BC phần MN và bằng CA phần NP. Như vậy thì để chứng minh được cái tỷ số đồng dạng này các em, các cặp tỷ số đồng dạng này thì chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta buộc phải chứng minh được hai tam giác ABC đồng dạng với tam giác BMN. Vậy thì ở đây ta có được gì? Góc B bằng với lại góc M là bằng với 80 độ rồi này. Đấy. Và bây giờ mình chỉ cần là tìm một góc bằng nhau này là xong. Ở đây đề bài cho góc A thì các em có thể là gì? Áp dụng trong tam giác ABC, các em đi tìm góc C, có góc C, các em đối chiếu qua bên này. Nếu như nó bằng nhau thì ta có được hai cái góc bằng nhau giống như bài số 1. Còn nếu như không thì các em có thể là sử dụng trong tam giác MNP để các em đi tìm góc B và các em so sánh với góc A. Cái nào cũng được cả. Rồi, ở đây thì thầy sẽ đi tìm số đo của góc C ha. Dạ, đầu tiên đó là thầy xét tam giác ABC có góc A cộng góc B cộng góc C bằng 180 độ. Định lý tổng 3 góc trong tam giác. Rồi mình thay số đo vào, góc A bằng 70 độ, góc B là bằng 80 độ, góc C là chưa biết và bằng 180 độ. Từ đây mình suy ra góc C sẽ bằng 180 độ trừ cho 70 độ trừ cho 80 độ. Và rõ ràng là bằng 30 độ. Được không nào? Rồi khi có được tam giác là bằng 30, cái góc C bằng 30 độ rồi. Như vậy chỗ này là 30 này, chúng ta tìm được này. Vậy thì mình có được N cũng 30 và góc C cũng 30 thì mình chứng minh tương tự như bài 1. Đấy, ở đây thầy xét tam giác ABC và tam giác PMN có góc B bằng với lại góc M cùng bằng 80 độ. Được không các em? Góc C bằng với góc N bằng 30 độ. Rồi. Do đó tam giác ABC sẽ đồng dạng với tam giác BMN. Và trường hợp đồng dạng ở đây là góc góc. Thế khi hai tam giác mà đồng dạng theo trường hợp góc góc rồi á thì mình suy ra được cái tỷ lệ này nè các em. Rồi chúng ta suy ra tỷ lệ đó là gì? AB trên cho PM. Em lấy lần lượt được không các em? AB này trên cho PM. Rồi sẽ bằng BC trên cho NMN và bằng AC trên cho PN. Này là tỷ số đồng dạng. Rồi, như vậy thì chúng ta vừa chứng minh xong này. Thì CA trên cho NB nó cũng giống như là AC trên cho BN các em nha. Đoạn thẳng thì nó giống nhau. À, CA với AC là 1 ha. À, ok, như vậy thì chúng ta xong bài số 2. Tiếp tục mình đến với bài số 3. Các quan sát bài số 3, cho tam giác nhọn ABC hai đường cao AD và BA cắt nhau tại H. Chứng minh câu A và câu B. Đầu tiên thầy vẽ tam giác ABC trước ha.
Tam giác nhọn là tam giác có ba góc nhọn nha các em. Đấy, chỗ này là thầy vẽ 5 ô ly này, xong là thầy vẽ bên này lệch cái đỉnh qua khoảng tầm cỡ 2 ô ly. Đó, bên này là 3 ô ly thì nó sẽ tạo cho mình đó là tam giác nhọn. Các em vẽ cho đúng nha, nhiều em là vẽ không được tam giác nhọn, nó vẽ cho hình học một vài bạn chúng ta yếu lắm. Rồi, đây là tam giác A B C là tam giác nhọn này, các em lưu ý này. Hai đường cao AD và BE cắt nhau tại H. Đường cao AD thì quá dễ rồi, từ trên ta hạ vuông góc xuống. Nó một đường thẳng này là các em vẽ đúng. Đường cao AD. Rồi. Đường cao thì chúng ta vuông góc với cạnh đối diện. Tiếp tục BA. Để vẽ đường cao BA thì các em đặt cái vạch cm nó trùng với cạnh AC nha. Này thì hướng dẫn nhiều lắm rồi mà nhiều em vẫn không để ý nên không làm được. Nhiều em đặt thước vào và em bậy cái. Này, vạch cm này, các em để ý trỏ chuột này. Đấy, vạch cm trùng với cạnh AC. Từ đây các em kéo lên. À, chỗ này là vuông góc. Đây là B, BA. À, và chúng cắt nhau tại H. Câu A, chứng minh tam giác ACD đồng dạng với tam giác BCA, và từ đó suy ra được cái hệ thức này, cái đẳng thức này. À, tam giác ACD, A, C, D là tam giác này, và tam giác B, C, E là tam giác này. Và các em nhìn thấy này, ACD có được góc C, có được góc D vuông. Tam giác BCE có được góc C, có được góc E vuông. Đúng không? Như vậy thì mình chứng minh đồng dạng theo trường hợp góc góc. Câu A, xét tam giác ACD và tam giác BCE có A này, CD này, góc D này vuông này, như vậy mình nêu góc này trước, đó là ADC bằng với lại góc nào vuông nữa, BEC đúng không nào? BEC nằm trong tam giác BCE, BEC bằng 90 độ, lý do là AD CE là hai đường cao trong tam giác ABC. Đấy. Các em phải lý giải đàng hoàng nhé. Nhiều em các em không lý giải, mà cái việc lý giải này giúp chúng ta hiểu bài rất là lớn, rất là nhiều các em. À, chỗ này là BE ha, chứ không phải là CE. Đấy. AD là đường cao nên mình mới có được vuông góc. BE là đường cao nên mình mới có được vuông góc. Rồi tiếp tục ACE có góc C này, BCE cũng có góc C này, như vậy góc C, C là góc chung. À, do đó tam giác ACD sẽ đồng dạng với tam giác BCE trường hợp góc góc. Và từ đây chúng ta sẽ suy ra được cái tỷ số đồng dạng. Đó là gì? CA, tức là AC này, trên cho này là CA, đúng không? CA này trên cho CB bằng CD trên cho CE. Đấy. Bên trái các em lấy như thế nào thì bên phải các em lấy tương tự như vậy. Đấy, cứ ở bên tam giác này các em lấy sao thì bên phải này các em lấy y chang. Đó là CA này, rồi CB, CD, CE. Này là tỷ số đồng dạng.
À, từ đây các em nhân chéo lên, chúng ta sẽ có được gì? CA nhân chéo này, CA nhân CA thì nó sẽ bằng CB nhân cho CD nhân cái đường chéo còn lại. Đó, ok, thì nó ra y chang được cái nội dung đề bài yêu cầu. Tiếp theo. Đấy. Đó, thì đây chính là điều phải chứng minh. BBCM. Rồi, tương tự như vậy ta làm cho cô B. À, thầy di chuyển cái hình xuống dưới xíu ha, cho các em dễ nhìn. À, chứng minh tam giác ACA, ACD cũng là ACD đồng dạng với tam giác AHA, AHA. Rồi. Thế thì ở đây ta có được gì các em? À, ta có được ADC là bằng 90 độ. Rồi, AEH cũng bằng 90 độ, đúng không? Góc chỗ này này, ngay chỗ mũi tên kìa, bằng 90 độ. Rồi gì nữa? ACD có được góc A. Rồi, AEH, AHE cũng có được góc A. Như vậy thì góc A chỗ này là góc chung này các em. Đấy, các em để ý ha, cái góc chỗ này, này cái góc mà thầy tô này. Đấy, góc đây là góc chung. Rồi, đầu tiên thầy xét tam giác ACD và tam giác AHE. Có. Chúng ta có được góc vuông trước, đó là góc ADC bằng AEH. ADC bằng A EH bằng 90 độ. Tương tự chúng ta lý giải AD BE là hai đường cao trong tam giác ABC. Rồi, cái góc A chỗ này là góc chung nha, đó là gì? A E H bằng với lại gì? C A D. Đấy. Chúng ta có được E này, A H này. Nó bằng với lại CA D này. Chỗ này trường hợp này là góc chung này. Đấy. Được không nào? E A H C A D góc chung. Rồi, hai tam giác này có hai góc bằng nhau rồi, do đó tam giác ACD sẽ đồng dạng tam giác AHE trường hợp góc góc. Đồng dạng với nhau theo trường hợp góc góc rồi, đề bài muốn là lấy ACAE. À, như vậy thì ta sẽ có được gì? Chỗ này mình suy ra AC trên cho AH bằng AD trên cho AE, AC trên cho AH bằng AD trên cho AE. Chỗ này là tỷ số đồng dạng. Đó, và từ đây chúng ta suy ra được, mình nhân đường chéo thôi, đó là AC nhân AE. Nên vậy mình lấy cái đường chéo AC nhân AE này, đường chéo này trước, sẽ bằng AH nhân cho AD. Đây ha, AD nhân AH cũng như nhau. Đó, thì đây là điều phải chứng minh. À, ok. Như vậy thì đơn giản đó là gì? Để chứng minh được cái hệ thức này các em. À, để chứng minh được cái đẳng thức này thì chúng ta sẽ chứng minh tam giác là đồng dạng, rồi mình suy ra cái tỷ số đồng dạng và suy ra được cái này. Tương tự như vậy đối với câu B. Rồi, chúng ta xong bài số 3, tiếp tục mình đến với bài số 4. Các quan sát bài số 4 cho hình 87 với góc OAD bằng góc OCB. OAD người ta ký hiệu này các em. Rồi, O
CB, người ta ký hiệu đây. Ký hiệu rất là rõ ràng đúng không? Chứng minh tam giác OAD đồng dạng với tam giác OCB. OAD đồng dạng với OCB. Như vậy thì ở đây các em thấy nè, đầu tiên đó là mình nói tới hai góc của đề bài cho đã, đúng không? Người ta có cái ký hiệu góc đó rồi, thầy không có ký hiệu vào nữa. OAD hay OCB đây. Và cái góc thứ hai á, thì nếu như nó không có góc vuông á, thì các em phải nghĩ tới góc chung, đúng không? Đấy, OAD nó từ góc O này, rồi OCB cũng từ góc O này, như vậy góc O là góc chung. Rồi chúng ta thực hiện câu A, xét tam giác OAD và tam giác OCB có. Đề bài cho đó là góc OAD bằng góc OCB. Đây là giả thiết đề bài cho. Tiếp tục, O là góc chung. Do đó tam giác OAD đồng dạng với tam giác OCB, trường hợp đó là góc góc. Chúng ta xong câu A. Câu B, tỷ số đồng dạng đó là gì? OA trên cho OD bằng OC trên cho OB. Vậy OA này trên cho OD đúng không? Thế thì bây giờ chúng ta lập tỷ số thôi. Với tam giác OAD đồng dạng với tam giác OCB. Chứng minh câu A. Nên chúng ta lấy tỷ số đó là OA trên cho OC. Các em cứ lấy đúng tỷ số đã nha, lát nữa chúng ta chuyển sau. OA này trên cho OC, rồi OD trên cho OB bằng OD trên cho OB. Tỷ số đồng dạng. Và từ đây mình suy ra, các em học tỷ lệ thấp rồi, các em chuyển cho thầy cái dấu sắc này. OD các em di chuyển xuống dưới, OC các em đưa lên trên, di chuyển theo đường chéo ha. Như vậy thì mình có được OA trên cho OD bằng OC trên cho OB. Thì đây chính là điều phải chứng minh. Đề bài yêu cầu chứng minh cái này, OA trên OD bằng OC trên OB. Ok ha. Rồi tiếp tục câu C, để làm qua bên này. Chứng minh tam giác OAC đồng dạng với tam giác ODB. OAC đồng dạng với tam giác ODB. Thế thì chúng ta có được gì? Chúng ta có được cái tỷ lệ mà chúng ta đã lập ở câu B rồi các em. Đó là OA trên cho OB này, rồi OC trên cho OB, đúng không? Mình có được tỷ lệ này rồi. Và mình có được O là góc chung. Như vậy thì hai tam giác OAC đồng dạng với tam giác ODB theo trường hợp cạnh góc cạnh. Em quan sát câu C. Xét tam giác OAC và tam giác ODB có. OA trên cho OD bằng OC trên cho OB. Đây các em nhìn ha, OA này trên cho OD, OC trên cho OB. Đấy,
chúng ta lấy cái hướng đó, đây này, OA trên cho OD, rồi OC trên cho OB, ta có được cặp tỷ lệ này. Và cái góc O có phải là góc xen giữa không các em? Góc O này này, đấy là góc xen giữa mà nó là góc chung. Chỗ này là chứng minh câu câu B. O là góc chung. Chỗ này thì ghi O chung đi. Có mũ rồi. O chung. Do đó tam giác OAC sẽ đồng dạng với tam giác ODB trường hợp cạnh góc cạnh. Rồi ok, như vậy thì chúng ta xong bài số 4. Thì với bài số 4 thì chứng minh gọi là chứng minh liên tiếp luôn á các em. À, sử dụng liên quan luôn á, chứng minh câu A là hai tam giác đồng dạng với nhau. Rồi mình suy ra được cái tỷ lệ là từ câu B chúng ta lại chứng minh tiếp tục ở câu C. Được ha? À, tiếp tục mình đến với bài số 5. Các quan sát bài số 5. Cho tam giác ABC vuông tại A đường cao AH như hình 88. Chứng minh câu A tam giác ABC đồng dạng với tam giác HBA. Và từ đó mình lập mình đưa ra được cái hệ thức này. Rồi, câu A. Để bài yêu cầu chứng minh tam giác nào thì mình xét tam giác đó. Xét tam giác ABC và tam giác HBA có ABC, à, có góc A vuông này đúng không, HBA có góc H vuông. Như vậy mình nêu trước đó là góc BAC bằng với lại góc AHB bằng 90 độ. Lý do vì tam giác ABC vuông tại A có AH là cao. Rồi, tiếp tục. ABC có góc B. AHB cũng có góc B. Như vậy thì mình có được góc B chung. Rồi, hai góc bằng nhau rồi, do đó tam giác ABC sẽ đồng dạng với tam giác HBA trường hợp góc góc. Và khi hai tam giác đồng dạng với nhau rồi thì mình lập cái tỷ lệ, mình gặp cái tỷ số đồng dạng ra. Suy ra ta có được AB phần cho HB phần cho BH. AB trên cho BH hay là HB là như nhau. Rồi gì nữa? BC trên cho AB. Chỗ này là tỷ số đồng dạng. Đó, và từ đây mình suy ra tiếp. AB nhân với AB là AB mũ 2 bằng BC nhân cho BH. Ok ha. Đây là điều phải chứng minh. À, tương tự như vậy câu B. Đó là thầy di chuyển cái hình xuống dưới. Rồi câu B, đây thầy di chuyển hình vẽ và cái yêu cầu đề bài xuống đây cho các em dễ nhìn. À, tiếp tục chứng minh tam giác ABC đồng dạng với tam giác HAC. À, vậy thì mình có được C là góc chung đúng không? Và mình có góc A vuông, góc H vuông. Mình làm tương tự thôi. Rồi đầu tiên thầy xét tam giác ABC và tam giác HAC có ABC thì mình có được góc BAC
bằng với góc AHC là bằng 90 độ. Tương tự, lý do là tam giác ABC vuông tại A và có AH là đường K. Với thầy thì thầy luôn luôn lý giải các. Tiếp tục, tam giác ABC nó có góc C này các. Nhìn thấy trò chuột ha. Rồi, tam giác HAC cũng có góc C này. Như vậy là C chung. Do đó tam giác ABC sẽ đồng dạng với tam giác HAC trường hợp góc góc. Và từ đây thầy cũng suy ra được cái tỷ lệ, tỷ số đồng dạng, đó là AC trên cho CH. AC này các em trên cho CH bằng BC trên cho AC. Này là tỷ số đồng dạng. Rồi, mình suy ra AC nhân AC sử dụng đường chéo là bằng AC bình bằng CH nhân BC. Đấy, BC nhân cho CH, đây là điều phải chứng minh. Được không nào? Rồi, ok. Như vậy chúng ta xong câu B. Câu B thì nó giống y chang câu A kìa. Tiếp tục câu C. Tam giác ABH đồng dạng với lại tam giác CAH. Rồi, như vậy thì các em để ý nè, ở câu A mình có tam giác ABC. Câu A mình có tam giác ABC đồng dạng với HBA. Tam giác ABC đồng dạng với HAC. Như vậy thì rõ ràng tam giác ABH sẽ đồng dạng với tam giác CAH, lý do vì cùng đồng dạng với tam giác ABC. Đấy. Vậy thì ở câu C chúng ta sử dụng tính chất bắc cầu, tức là câu C thầy sẽ làm ở bên này. C thầy làm ở bên này cho các em nhìn thấy ha. Câu C. Vậy tam giác ABC đồng dạng với tam giác HBA. Chứng minh câu A. Và tam giác ABC đồng dạng với tam giác HAC. Chứng minh câu B. Nên tam giác ABH. Đây, mình đọc ngược lại thôi các. A này, B, H đồng dạng với tam giác C, A, H. Rồi. Lý do vì cùng đồng dạng với tam giác ABC ha. Thầy đã nêu đây rồi. Rồi, bây giờ từ đây thì mình suy ra được cái tỷ lệ thôi. Ở đây mình suy ra cái tỷ lệ thôi, tỷ số đồng dạng thôi. Đó là AH trên cho CH trên cho HC. CH ha. Bằng BH trên cho AH. Tỷ số đồng dạng. Và từ đây thầy sẽ suy ra được, tương tự mình nhân tất đường chéo, AH nhân cho AH là AH mũ 2 bằng BH nhân CH. Điều phải chứng minh. Đó, ok, như vậy thì ta xong câu C. Bây giờ chúng ta tiến hành câu D. Câu D chắc là thầy sẽ cho các em làm ở bên dưới ha. Các em quan sát câu D. Ở đây thầy lấy đề bài, thầy để ở đây. Câu D đây ha. Đề bài yêu cầu là chúng ta chứng minh một phần AH bình bằng một phần AB bình
cộng cho một phần AC bình. Vậy thì thầy sử dụng cái dữ kiện đầu tiên chúng ta chứng minh là câu A trước. Đó là ta có AB bình phương bằng BC nhân cho BH. Nên từ đây thầy sẽ suy ra 1 phần AB bình sẽ bằng 1 phần BC nhân cho BH. Được không nào? 1 phần AB bình thì sẽ bằng 1 phần BC nhân cho 1 phần BH. Tương tự thầy lấy dữ kiện thứ hai ở câu B, đó là AC bình sẽ bằng BC nhân cho CH. Từ đây thầy cũng suy ra 1 phần AC bình cũng bằng 1 phần BC nhân cho HC. Và thầy lấy dữ kiện thứ ba, đó là AH bình phương sẽ bằng BH nhân cho CH. Từ đây thầy suy ra được 1 phần AH bình phương bằng 1 phần BH nhân cho CH. Bây giờ thầy cộng hai vế này lại với nhau, cộng hai cái vế này này ra. Thầy cộng 1 với 2 ha. 1 này. 2 này. Cộng 1 và 2. Ta được 1 phần AB bình cộng cho 1 phần AC bình sẽ bằng 1 phần AB bình của mình chính là 1 phần BC nhân BH. Cộng cho tương tự 1 phần AC bình chính là 1 phần BC nhân cho HC. Quy đồng lên. Chỗ này mình có BH rồi, đúng không? Chỗ này mình có CH. Như vậy thì ở đây mẫu thiếu CH, tử mẫu mình nhận CH. Như vậy trên này sẽ là CH trên cho BC nhân BH nhân cho CH. Tương tự ở đây tử mẫu sẽ thiếu BH, như vậy thầy sẽ nhân cho BH. BH phần BC nhân cho BH nhân cho CH. Cùng mẫu rồi, chúng ta lấy tử cộng tử giữ nguyên mẫu, đó là CH cộng cho BH phần giữ nguyên mẫu là BC BH nhân cho CH. Mà cái nhìn hình vẽ thì BC BH cộng cho HC có phải là BC không? Phải, đúng không? Đấy, BH này cộng cho HC nó chính là độ dài đoạn BC. Như vậy BH cộng cho CH nó sẽ bằng BC phần BC nhân BH nhân cho CH. Mà BC ở trên, ở dưới có BC rút gọn đi thì trên tử còn lại là 1 phần BH nhân cho CH. Mà 1 phần BH nhân CH chính là gì? Chính là 1 phần AH bình. Như vậy thì ở đây thầy cho đây là 3 và thầy cho đây là 4. Như vậy thì 1 phần AB bình cộng cho 1 phần AC bình bằng 1 phần BH nhân CH.
mà 1 phần BH nhân CH bằng 1 phần AH bình. Như vậy thì từ 3 và 4. Ta được 1 phần AH bình bằng 1 phần AB bình cộng 1 phần AC bình. Đây là yêu cầu mà người ta muốn mình chứng minh ở câu D. Rồi, ok ha. Như vậy thì ở đây chúng ta có được câu A này. Xuống đây là câu B này kia. Bên này là câu C. Và cuối cùng sẽ là câu D. Bài số 5 này hơi dài ha. Rồi, chúng ta xong bài số 5. Tiếp tục mình đến với bài cuối cùng, bài số 6. Theo quan sát bài số 6, trong hình 89, bạn Minh dùng một dụng cụ để đo chiều cao của cây. Cho biết khoảng cách từ mắt bạn Minh đến cây và đến mặt đất lần lượt là AH bằng 2,8m và AK bằng 1,6m. Em hãy tính chiều cao của cây. Tính chiều cao của cây tức là chúng ta đi tính độ dài của đoạn BC. Tức là chúng ta đến BC. Vậy thì các em nhìn thấy này, muốn tính được BC á, thì chúng ta sẽ chứng minh cái tam giác ABC đồng dạng với tam giác HBA. Từ đó mình lập tỷ lệ, tỷ số đồng dạng, và có được cái tỷ số đồng dạng mình thay vào thì mình sẽ tính được BC. Nhưng mà vậy thì bây giờ ta sẽ chứng minh cái tam giác ABC đồng dạng với tam giác HBA. Vậy thì để chứng minh được BC, tức là phải lập tỷ lệ BC trên cho BA. Vậy thì các em cần tìm được BA. Mà HA có rồi, AK có rồi, HB chưa có, thì không thể nào áp dụng được Pythagore để tìm được BA. Vậy thì các em nhìn thấy này, chỗ này người ta cho góc vuông, chỗ này góc vuông, chỗ này góc vuông. Như vậy thì hình này là hình chữ nhật. Từ đó mình có được AK nó sẽ bằng với lại HB. Và mình có HB bằng 1,6. Có HB bằng 1,6, có HA bằng 2,8. Sử dụng Pythagore tính được AB. Có AB rồi, chứng minh tam giác đồng dạng, suy ra tỷ số đồng dạng và mình tính được BC. Đó là cái cách để chúng ta tiến hành bài làm. Là đầu tiên, đó là xét tứ giác. HBKA có góc H bằng góc B bằng góc K bằng 90 độ. Suy ra HBKA là hình chữ nhật. Và khi nó là hình chữ nhật rồi á, thì thầy sẽ suy ra được HB sẽ bằng với AK và bằng 1,6 mét. Bây giờ thầy xét trong cái tam giác này nè các em, xét trong tam giác HBA vuông tại H. Xét tam giác HBA vuông tại H có bình phương cạnh huyền là AB mũ 2 bằng tổng bình phương của hai cạnh góc vuông là HB cộng mũ 2 cộng cho HA mũ 2. Đây là định lý Pythagore. Rồi, AB là mình đi tìm nên thầy ghi là AB mũ 2. HB ở đây các em, HB là bằng 1,6 cộng cho HA, đề bài cho là 2,8. AB bình bằng 1,6 mũ 2 cộng 2,8 mũ 2 bằng 10,4. Từ đây thầy suy ra
AB sẽ bằng gì? Căn bậc 2 của 10,4. Căn bậc 2 của 10,4 này. Và bằng 2 căn 65 trên cho 5. Chỗ này nó ra vô hạn nên thôi, thầy để nguyên luôn. 2 căn 65 trên 5. Đơn vị là mét. Rồi, bây giờ chúng ta đi chứng minh hai cái tam giác này đồng dạng với nhau, tam giác ABC có được góc A vuông này, có được góc B. Tam giác HBA có được góc H vuông, có được góc B chung, đúng không? Góc B bằng nào? Bằng nhau. Như vậy thì hai tam giác đồng dạng với nhau. Xét tam giác ABC và tam giác HBA có góc BAC bằng với lại góc BHA bằng 90 độ. Và chúng ta có được gì? Đây. B A B C có ngay cái góc B chỗ này này. Đấy. Rồi H B A cũng có cái góc B chỗ này. Như vậy thì B chung. Góc B chung. Do đó tam giác ABC sẽ đồng dạng với tam giác HBA trường hợp góc góc. Từ đây thầy suy ra cái tỷ số đó là gì? AB phần cho HB, BC phần BA. Hai, chúng ta thay số vào. AB chúng ta vừa mới tính được đó là 2 căn 65 phần 5. 2 căn 65 phần 5. Trên cho HB bằng 1,6. Bằng BC là chiều dài của cây mình cần tìm. Khi nãy thầy có nói rồi, BC là chiều dài của cây này. Đấy, thì chúng ta giữ nguyên là BC. Và BA tức là AB nó sẽ bằng 2 căn 65 phần 5. Từ đây thầy suy ra BC sẽ bằng 2 căn 65 phần 5 nhân cho 2 căn 65 phần 5. Để nhân chéo, chia ngang là chia cho 1,6. Thì hai cái này nhân lại với nhau thì nó chính là AB bình phương, tức là bằng 10,4 các em. Đấy, còn không thì các em nhân lại với nhau thôi. Đây. 2 căn 65 phần 5 nhân cho 2 căn 65 phần 5. Đấy, nha. 10,4. Chia cho 1,6. Và 6,5. Chỗ này là mét. Vậy cái cao 6,5 mét. Rồi, ok ha. Cái này thẳng thẳng lại xíu. Rồi, ok. Như vậy thì ở đây thầy nhắc lại, đó là đầu tiên chúng ta sử dụng Pythagore để các em tính AB. Thế có AB rồi thì chúng ta chứng minh tam giác ABC đồng dạng với tam giác HBA theo trường hợp góc góc. Từ đó mình suy ra được tỷ số đồng dạng, và có tỷ số đồng dạng thì mình tính được BC. Chúng ta vừa xong bài số 6, cũng là bài cuối cùng. Thì trong video hôm sau
chúng ta tiếp tục đến với lý thuyết của bài số 9, hành động dạng. Và các em đừng quên like, nhấn nút đăng ký kênh, chia sẻ video bài giảng của thầy để tạo động lực cho thầy làm các video tiếp theo. Thầy cảm ơn các em. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở video sau. Chúc các em học tốt.